Câu 1. Từ bài thơ ở phần đọc hiểu, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về điều anh chị cần làm để khẳng định giá trị của bản thân. Các em thân mến, trước khi hướng dẫn đề bài trên, thầy lưu ý các em về 5 yêu cầu khi viết đoạn văn 200 chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu thứ nhất, bài làm đảm bảo yêu cầu về hình thức là một đoạn văn được 0,25 điểm. Các em có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích, song hành. Yêu cầu thứ hai, xác định đúng vấn đề cần nghị luận, chúng ta được 0,25 điểm. Yêu cầu 3, triển khai vấn đề nghị luận, 1 điểm. Các em có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách như giải thích, phân tích, bác bỏ, so sánh, chứng minh, bình luận, nhưng phải làm rõ được vấn đề nghị luận. Yêu cầu 4, chính tả ngữ pháp, 0,25 điểm. Bài làm phải đảm bảo chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt. Và yêu cầu cuối cùng, đó là yêu cầu về sáng tạo, 0,25 điểm. Bài làm cần thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. Sau đây sẽ là dàn ý chi tiết cho đề bài trên. Trước hết, chúng ta sẽ cùng xác định yêu cầu về nội dung và hình thức của bài làm. Về nội dung, vấn đề cần bàn luận đó là điều anh chị cần làm để khẳng định giá trị của bản thân. Đây là ý chính của bài viết, xác định đúng vấn đề nghị luận, các em được 0,25 điểm. Về hình thức, yêu cầu các em viết một đoạn văn khoảng 200 chữ. Các em có thể viết từ 2/3 đến 1 trang giấy thi là đạt yêu cầu. Về cấu trúc đoạn văn, em có thể viết theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, khi các em viết đoạn văn tổng phân hợp với câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn văn sẽ mang lại cảm giác trọn vẹn, thuyết phục hơn cho đoạn văn của mình. Vì vậy, đoạn văn các em viết nên có 3 phần rõ ràng là mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn và không được phép xuống dòng. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn, em được 0,25 điểm. Nếu em viết sai cấu trúc đoạn văn, nghĩa là em viết như một bài văn hoặc em xuống dòng, tách đoạn sẽ bị trừ 0,25 điểm. Phần mở đoạn, em cần dẫn dắt để giới thiệu vấn đề bàn luận. Ở phần thân đoạn, em trình bày vấn đề chính mà đề bài yêu cầu, triển khai đúng vấn đề bàn luận, thuyết phục, các em sẽ được 1 điểm. Theo thầy, ở phần thân đoạn, các em sẽ trình bày 3 ý cơ bản như sau. Ý 1, các em giải thích khái niệm, giá trị bản thân là gì một cách thật ngắn gọn, từ 1 đến 3 dòng. Ý 2, em nêu điều mình cần làm để khẳng định giá trị của bản thân. Để trả lời ý này, em có thể đặt và trả lời cho câu hỏi bản thân em cần làm gì để khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống. Đây sẽ là ý chính quan trọng nhất của bài làm, nên em cần dành một dung lượng phù hợp khoảng 2/3 đoạn văn để viết thật thấu đáo. Em có thể đưa ra một hoặc vài điều mình cần làm để khẳng định giá trị của chính bản thân mình, ghi dấu ấn trong cuộc đời. Mỗi ý em đưa ra cần có sự lý giải, phân tích thật thấu đáo để tránh lối viết liệt kê mà không diễn giải sẽ thiếu thuyết phục đối với người đọc. Ý 3, em nêu dẫn chứng để thêm thuyết phục cho những điều em đã đưa ra. Cùng với đó là phần phản biện thật ngắn gọn để bài viết sinh động, thuyết phục bởi cách nhìn toàn diện, đa chiều. Cuối cùng là phần kết đoạn, em khẳng định lại vấn đề bàn luận của đoạn văn hoặc nêu cảm xúc, suy nghĩ, bài học cho bản thân một cách ngắn gọn. Các em thân mến, sau đây thầy sẽ hướng dẫn dàn ý chi tiết cho đề bài trên. Mở đoạn, em có thể mở đoạn trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy thuộc vào năng lực, sở trường và vốn hiểu biết của mình. Cách nào cũng được, nhưng em phải nêu được vấn đề nghị luận mà đề bài yêu cầu. Đó là điều bản thân cần làm để khẳng định giá trị của mình. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn cả hai cách trực tiếp và gián tiếp cho mở đoạn trên. Cách 1. Mở đoạn trực tiếp từ chính định hướng của đề bài. Đọc bài thơ tự do của Nguyễn Khoa Điểm đã giúp tôi định hướng cho mình về
về những điều cần làm để khẳng định giá trị của bản thân. Cách 2. Mở đoạn gián tiếp. Các em có thể bắt đầu bằng những câu châm ngôn, những câu nói của những người nổi tiếng có liên quan đến vấn đề bàn luận của đoạn văn. Ví dụ như câu nói của Đặng Lê Nguyên Vũ, ông vua cà phê Việt: người khác làm được thì ta làm được, nước khác làm được thì nước ta làm được, ta nhất định làm được. Hay câu nói của Phạm Nhật Vượng, người thành công trong sự nghiệp xây dựng tập đoàn Vingroup. Phạm Nhật Vượng là cái tên được nhiều người ngưỡng mộ, và những câu nói của ông về kinh doanh, khởi nghiệp trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ. Và sau đây là một câu nói như vậy: lỡ làm người rồi thì ta không thể sống phí hoài được. Hay câu nói của Sukhomlinsky, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo dục nước Cộng hòa Ukraine: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác. Và từ những câu nói trên, các em có thể sử dụng để dẫn dắt, giới thiệu vấn đề. Thầy giới thiệu một cách mở đoạn như sau. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tâm niệm: lỡ làm người rồi thì ta không thể sống phí hoài được. Câu nói đó và chính sự thành công của ông đã giúp cho bản thân tôi ý thức rõ hơn về những điều cần làm để khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống. Thân đoạn. Ý 1. Giải thích giá trị của con người là gì? Giá trị của con người là những điều tạo nên hình ảnh, vẻ đẹp, thành công của mỗi cá nhân bằng những nội lực sẵn có, là những việc làm cụ thể mà con người đó dùng để phục vụ cho cộng đồng, xã hội. Ý 2. Bàn luận về điều bản thân cần làm để khẳng định giá trị. Đây là ý chính của đoạn văn. Các em đưa ra những điều bản thân mình làm, chứ không phải dành cho tuổi trẻ chung chung. Hay nói cách khác, các em sẽ đưa ra những giải pháp, cách thức của bản thân mình. Tuy nhiên, những giải pháp em đưa ra có thể mang tính cá nhân, nhưng cũng có thể là những giải pháp áp dụng cho các bạn trẻ khác. Cùng với đó, cần có sự lý giải thấu đáo. Em có thể đưa ra 3, 4 hoặc nhiều hơn những giải pháp, nhưng cần nhớ dung lượng mà bài làm yêu cầu, không dài dòng, lan man, phải hướng vào vấn đề trọng tâm mà đề bài yêu cầu. Các em có thể trình bày theo hai ý cơ bản. Trước hết, em nhận thức như thế nào về vấn đề cần bàn luận, từ đó đưa ra hướng hành động đúng đắn và cụ thể. Phần hành động, em nên dành dung lượng nhiều hơn trong đoạn văn của mình. Sau đây sẽ là phần gợi ý của thầy. Trước hết là về nhận thức. Mỗi người chúng ta sinh ra là một bản thể duy nhất mà không thể có một bản sao thứ hai. Sống giữa gần 8 tỷ người trên thế giới, để bản thân không bị hòa tan, trộn lẫn và để ghi lại dấu ấn cuộc đời mình, thì mỗi người cần có ý thức khẳng định giá trị của chính mình. Giá trị của con người không nằm ở một khía cạnh cụ thể như ngoại hình, ngôn ngữ, hành động hay tâm hồn, mà là tổng hòa của tất cả các yếu tố ấy. Hành động. Ý thức về điều đó, cá nhân tôi định hướng cho mình những hành động cụ thể để khẳng định giá trị của bản thân. Trước hết, tôi cần hiểu rõ được năng lực, sở thích, cá tính cũng như cả những điểm hạn chế của bản thân mình để biết được rằng mình là ai, mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Như ông bà chúng ta đã căn dặn, biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Từ đó, tránh được sự tự ti về bản thân cũng như thói kiêu căng, ngạo mạn. Dám dũng cảm dấn thân, hành động, hiểu biết là cần thiết, nhưng sẽ mãi mãi chỉ là lý thuyết màu xám nếu bản thân mình không áp dụng vào thực tiễn. Chỉ khi hành động, tôi mới có thêm kinh nghiệm từ cả những thành công và thất bại. Tôi cũng sẵn sàng học hỏi từ những người xung quanh mà không ngần ngại để tích lũy cho mình tri thức cần và đủ từ những người đi trước. Sự hiểu biết của bản thân chỉ là hạt cát, mà tri thức của loài người là cả đại dương mênh mông.
gạt bỏ hàng rào của cái tôi e ngại, giấu dốt cũng là cách để khẳng định giá trị của bản thân mình. Bản thân tôi cũng dành thời gian tu dưỡng, rèn luyện để tài luôn đi đôi với đức, năng lực luôn đi đôi với những phẩm chất, đạo lý làm người. Tôi không là vĩ nhân, nhưng tôi sẽ chọn cho mình cách sống có ích, sống cho ra sống, để bản thân thực sự là một công dân có những đóng góp cho xã hội, cho đất nước bằng những hành động, việc làm cụ thể để ghi dấu ấn tên tuổi của mình trong ký ức mỗi người. Ý ba, dẫn chứng và phản biện vấn đề bàn luận. Để bài làm thuyết phục, em nên lấy dẫn chứng minh họa. Em nhớ, dẫn chứng cần thật ngắn gọn, không xa vào kể lể dài dòng. Dẫn chứng cũng cần tiêu biểu để tạo sự tin cậy và thuyết phục. Đề bài là điều bản thân cần làm, nhưng em vẫn có thể lấy dẫn chứng từ những nhân vật điển hình khác trong cuộc sống để minh họa cho những lý lẽ em đưa ra thêm thuyết phục. Quan trọng là cách đưa ra dẫn chứng sao cho phù hợp. Ví dụ, từ đóng góp của Đặng Lê Nguyên Vũ hay Phạm Nhật Vượng cho đất nước mình, em có thể đưa vào làm dẫn chứng như sau. Những đóng góp của ông chủ cà phê Trung Nguyên cho quỹ Lập Chí Vĩ Đại Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu thanh niên Việt, hay Phạm Nhật Vượng ủng hộ hơn 100 tỷ cho đất nước trong dịp Covid vừa qua, là những tấm gương để bản thân tôi kiên trì với con đường mà mình đang đi để khẳng định giá trị bản thân. Phản biện. Em mở rộng vấn đề bàn luận, hoặc có thể lật ngược vấn đề để có một cái nhìn thật thấu đáo. Ví dụ, em có thể phản biện từ chính bản thân em. Đã có lúc tôi tự ti, mặc cảm, thậm chí mất niềm tin vào khả năng của bản thân. Nhưng tôi tin với nhận thức và hành động của mình đã định hướng, tôi sẽ khẳng định được giá trị của bản thân. Hoặc em có thể phản biện từ thực tế cuộc sống. Nhưng vẫn còn những bạn trẻ đang sống một cuộc đời vô nghĩa khi không có định hướng cho bản thân hay chìm đắm trong những thú vui ích kỷ. Chắc chắn họ sẽ chẳng thể nào có được một cuộc sống có ích và ghi dấu ấn giữa cuộc đời bao la này. Cuối cùng là phần kết đoạn. Thầy gợi ý kết đoạn như sau. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác. Và cách duy nhất để làm được điều Sukhom Linsky nói, tôi sẽ khẳng định giá trị bản thân mình theo đúng con đường đã lựa chọn. Các em thân mến, các em vừa đến với đề số 15, và đây cũng là đề cuối cùng trong chuyên đề luyện đề đọc hiểu và viết đoạn văn 200 chữ vào mỗi tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên Văn học trong nhà trường năm 2020. Mọi thắc mắc cần giải đáp về kiến thức ôn thi trung học phổ thông môn ngữ văn, các em có thể iBook theo đường link Facebook bên dưới để được giải đáp cụ thể và chi tiết nhất. Đồng thời, tham gia vào nhóm học trên Facebook để ôn tập lại những kiến thức về tác phẩm văn học cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2020. Các em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video kiến thức từ văn học trong nhà trường. Thầy chúc tất cả các em học tập thật tốt để thành công trong kỳ vượt vũ môn sắp tới. Cảm ơn các em đã lắng nghe.